Chào tất cả anh em, mình là Tài Vận Độ. Hôm nay mình quay clip bán chiếc xe GL125 Suzuki em nhé. Con này thì được độ nhìn như một con quái vật. Nói chung là con này độ gần như là full bài luôn anh em ạ. Độ cái bô M4 này, cổ mở vân sâu này, đằng sau là lốp lốp béo này, lốp tàu cho dòng Classic anh em. Đấy, nhìn từ đằng sau thì rất đẹp luôn anh em ạ. Đây em đi lên đằng trước. Phuộc upside down anh em nhé. Chất trời người rơi chưa? Phuộc upside down này. Đầu kiểu như dạng mặt quỷ, trong là đèn là 4 này. Nói chung là con này nên phun đồ anh em ạ. Lốp trước là lốp béo nhá. Phanh đĩa. Con này thì mình không có quá nhiều thông tin về em nó. Con này mình đảm bảo với anh em là động cơ thì vẫn còn ổn định. Nói chung còn zin thì chắc chắn là không còn zin rồi. Vì con này đời nó cổ anh em ạ. Động cơ là chạy ổn định, đề phát nổ ngay nhá, không phải đạp anh em ạ. Đây mình để cho anh em xem này. Anh em nào có ý định là độ mua xe GL về độ thì mua luôn con này, độ full bài luôn rồi, tiết kiệm rất nhiều tiền. Cái con GL ấy thì nó rất bé thôi anh em ạ, nhưng mà con này độ lên nhìn là bố này, mình to mẹ, mình to như con Tịnh luôn rồi, ngồi lên con này nhìn nó cũng đến nỗi là quá bé anh em nhá. Con này phù hợp với anh em nào mà hơi to cao một chút rồi vẫn đi được, không giống con GL Zin thì nó rất bé. Thì giá mình đưa ra cho anh em là 28 củ nhá. Anh em nào có nhu cầu thì cứ inbox của Facebook của mình, mình sẽ đưa lên thằng bạn mình mua giao dịch trực tiếp luôn. Con này là giấy tờ chuẩn anh em nhá. Giấy tờ chuẩn 100% đấy, chứ không phải là giấy tờ lẩm ghép giếc linh tinh gì đâu. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip mình nhé.